chào mừng quý bà con cô bác cùng quay trở lại với kênh YouTube VTV Land. Thì hiện tại VTV Land đang có mặt tại phường 13, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đây, trước mặt quý anh chị là một căn nhà được xây dựng một trệt và một lầu. Và đường trước nhà là 4 mét thông nha quý anh chị. Đường trước nhà 4 mét thông. Thì hiện tại gia chủ đang rao bán căn nhà này với một mức giá 2 tỷ 950 triệu nha quý anh chị. Chỉ với 2 tỷ 950 triệu thôi, chưa đầy 3 tỷ. Giá còn bớt lại cho cả nhà mình nha. Thì quý anh chị sẽ sở hữu cho mình một căn nhà có sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Đây, thì căn nhà này quý anh chị, quý bà con cô bác mình mua về có thể kinh doanh, vừa ở vừa kinh doanh ha, cũng như là làm spa hay là bán hàng online, cũng như là tiệm tóc hoặc là bán những dụng cụ như shop quần áo hoặc là những hàng mỹ phẩm để trưng bày ngay phía trước này quý anh chị. Thì nhà mình 4 mét hẻm thông nha quý anh chị, và đặc biệt là gần chợ xóm mới. Thì nhà mình này đây được kết cấu là xây dựng là một trệt và một lầu, bao gồm khoảng phía sân trước này quý anh chị rất là rộng rãi và thoáng ha. Và đây là khu vực phía bên trong tầng trệt của căn nhà. Thì gia chủ cũng đã thiết kế cho mình khu vực bếp cũng như là một cái nhà vệ sinh ở dưới phía tầng trệt ha. Thì hiện tại trong khu vực quận Gò Vấp, phường 13, đường Lê Đức Thọ này, mà quý anh chị mình tài chính mà dưới 3 tỷ để sở hữu cho mình một căn nhà sổ hồng riêng mà đường trước nhà 4 mét hẻm thông thì cực kỳ là hiếm nha quý anh chị. Và nhà mình gồm phòng khách cũng như là bếp, hai nhà vệ sinh và phòng ngủ. Đây là khu vực phía bên trên tầng trệt này quý anh chị. Thì bên trên tầng trệt gia chủ cũng đã thiết kế cho mình một cái nhà vệ sinh, cũng như đây là khu vực không gian phòng khách. Đây. Quý anh chị, quý bà con cô bác mình nếu mà muốn mua về ở thì có thể set up lại một tí nội thất cũng như là decor lại, thì căn nhà này khá là đẹp luôn quý anh chị. Nhà được thiết kế khu vực ban công rất là thoáng mát. Khu vực này kinh doanh rất là nhiều ngành nghề nha quý anh chị. Nhà cực kỳ thoáng mát luôn quý anh chị. Giá chưa đến 3 tỷ thì quý anh chị, quý bà con cô bác mình sở hữu một căn nhà với diện tích là chiều ngang là 3,5m và chiều sâu vào 8m, được xây dựng một trệt một lầu, nhà 4 mét hẻm thông, gần chợ xóm mới, cách chợ xóm mới chỉ 200m thôi quý anh chị. Nhà 4 mét hẻm thông nha quý anh chị. Nếu mình mua về mình vừa ở vừa kinh doanh thì em nghĩ là khá là thuận tiện đó quý anh chị. Với cái một mức giá chưa đầy 3 tỷ thôi thì quý anh chị, quý bà con cô bác mình sẽ sở hữu được một căn nhà như thế này nha. Khá là ok đó quý anh chị. Quý anh chị và quý khách hàng nếu mà muốn đi xem nhà thì liên hệ với VTV Land để xem nhà nha. Em có để số điện thoại ở góc phải màn hình đó quý anh chị. Nhà mình khá là đẹp quý anh chị ơi. Đây, giá 2 tỷ 950 triệu thì quý anh chị, quý bà con cô bác mình sẽ sở hữu được một căn nhà như thế này tại phường 13, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhà sổ hồng riêng, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến hơn 2 tỷ cho cả nhà mình luôn nha. Đây là khu vực phía sân trước này, mình có thể tận dụng làm đậu xe cũng như là để đồ ha. Đây, có lớp cổng và trang bị cho mình đầy đủ công năng rồi. Mình về mình set up nội thất vào và chỉ việc ở thôi. Một căn nhà sổ hồng riêng với diện tích là ngang 3,5m và chiều sâu vào 8m. Mặt tiền 4m, xe hơi vào tận nơi, hẻm thông, khu vực đắc địa của quận Gò Vấp.